跟你讲，鬼看地上，后面来人来，没让他们拿，那么狠，我们真没笑。对，巴西，对，巴西一花，我真管，我们先接着。trình bày phần thứ 10 của chuyện nói tình cảm. Quý vị đã theo dõi 9 phần trước, quý vị đã hiểu nội dung sự diễn tiến của câu chuyện. Ngay tôi sẽ tiếp tục. Trước khi tiếp tục, tôi xin mời phép quý vị lấy đồng. Tôi xin đọc phần giao thoại của phần trên trước khi vào. Gây cần hồi hộp. Thành ra tôi xin đọc nhỏ. Tư Cấm chưa kịp gật đầu thì Hoàng Giang đã đẩy cái xe hai bánh ra khỏi lề và thoát lên yên. Chàng phóng như bay trên con đường vắng. Chàng mặc áo thêu con rồng đỏ là do một bệnh nhân biếu. Ông ta té gãy chân, người chàng bó bột và săn sóc tận tình lành lặn. Ông ta tặng chàng một lỗ áo ngắn tay, loại mặc chơi tennis, cái nào cũng thêu con rồng. Hoàng Giang mặc hơn một năm nay vẫn chưa hết. Đèn ở trung tâm thành phố, đêm nay, sáng như sao xa. Này tôi xin bắt đầu. Ở phần 10. Hoàng Giang không định rẽ về nhà. Trên đường đi diễn chi viện. Nhưng khi qua khu Đa Cao, chàng lại quẹo vào con hẻm ngoằn ngoèo sâu hun hút quen thuộc. Cuối hẻm là căn gác quen thuộc của chàng. Chàng thuê nó từ hồi năm thứ 3 học y khoa với giá thông cảm 500 đồng. 500 đồng thời ấy quá rẻ. Ủng hộ bây giờ cái gì cũng đắt. Tiền thuê phòng chỉ đủ trả taxi khứ hồi từ nhà đến trường. Sở dĩ ông bà chủ thông cảm là vì chàng dạy kèm cho lũ con của ông bà chủ không mất tiền. Chàng hết lòng chỉ bảo tụi trẻ, chúng học giỏi trông thấy. Tính nết chàng lại nhu mì, dễ thương, nên ngày tháng qua đồng tiền tiếp tục mất giá, chàng vẫn tiếp tục trả 500 đồng một tháng, bao luôn tiền điện, tiền nước, và nhiều khi còn có quả cáp ngon lành nữa. Đã 9 giờ tối. 9 giờ là giờ những đại lộ sang trọng, loè loẹt, bắt đầu thức dậy. Đối với xóm lao động thì 9 giờ tối lại là giờ bắt đầu
lên giường ngủ. Vì vậy cửa nhà hai bên hẻm đều đóng kín, chỉ còn những vạch sáng chiếu hắt ra ngoài. Hoàng Giang xuống xe, đường hẻm thu nhỏ lại như cái cổ chai. Mặt lộ không đến nỗi hẹp lắm, vừa đủ cho hai chiếc xe gắn máy tránh nhau. Chàng thường xuống xe vì sợ bọn nhóc tì chơi trò cút bắt bất thần từ bóng tối phút ra bằng xe đạp và không đa xả hết tốc độ. Căn gác ọp ẹp của chàng hiện ra ở khuỷu hẻm. Phía dưới còn sáng, ông bà chủ còn thức. Chàng có lối đi riêng, cái cầu thang gỗ màu mảnh bằng thùng đựng xà bông cưa ra đóng lại với nhau. Mỗi khi đặt chân lên, chàng phải rón rén như tài tử gánh xiềng biểu diễn thăng bằng trên dây kẽm. Như thường lệ, chàng huýt sáo một bài ca trữ tình. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy vảy ốc mọc đầy châu thân. Chàng khựng lại. Một bóng đen vạm vỡ từ bên trái. Chàng tiến nhanh ra, chặn đầu xe. Chàng chưa kịp phản ứng, từ bên phải, một bóng đen khác cũng vạm vỡ như hắn. Bọn gian chặn chàng để cướp xe trong. Chàng không tin vì đây là ngõ cụt. Mọi lối ra vào đều có chạm gác của dân phòng. Và lại, chàng không sợ mấy nếu bọn gian không có súng. Vốn liếng cận vệ chiến của chàng được coi là quá đủ để quật ngã những tên cướp cặp. Hai bóng đen lực lượng ngang giữ chiếc ghi đông xe Honda 50 phân khối của Hoàng Giang. Một tên gần giọng cho coi giấy tờ. Cái trò giả dạng nhân viên công lực đòi xe giấy tờ này đã cũ mềm. Nó không lừa nổi những công dân trí thức như Hoàng Giang. Chàng quăng xe, lùi một bước. Các anh là ai? An ninh chìm, công an chìm. Mời các anh ra vọng gác của đội dân phòng ở gần đây. Tổ dân phố, tôi sẽ ở công an khu vực, tôi sẽ trình giấy. Anh không được cưỡng lệnh. Lệnh gì? Anh đừng hỏng bị tội. Và anh đã biết, cũng chẳng sao. Chúng tôi cần thảo luận với sinh viên y khoa Hoàng Giang. Hoàng Giang chính là tôi. Can đảm lắm. Đáng khen. Tôi không cướp cái xe cả tàng của anh. Tôi cũng không thèm giết anh làm gì. Mặc dầu mạng anh chưa bằng mạng con kiến. Dẫm nhẹ là anh chết đẹp. Chúng tôi chờ anh tại đây để cho anh một bài học. Về chuyện gì? Về chuyện xử thế trên đời. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Từ nay, anh không được xía mũi vào đời sống riêng tư của người khác nữa. Một tên
một trong hai tên sấn lại, nắm tay lớn, bằng trái Phật thủ giáng thẳng vào mặt Hoàng Giang. Chàng gạt đòn, quả đấm chạm vai. Tên thứ nhì ôm chầm lấy chàng. Chàng giằng ra, định nặng gấp rưỡi. Lại là dân đâm thuê chém mướn, chuyên nghiệp, nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Chàng vừa gỡ được hai cánh tay quấn ngang hông, thì một ngọn cướp đau đớn móc trúng xương sườn chàng. Chàng quỵ một chân xuống nền, lồi lõm. Tuy vậy, chàng vẫn còn đủ sức lực và trí tuệ để quét ngã một tên đứng gần. Chúng vùng lên tìm cách thanh toán. Chàng vùng lên tìm cách thanh toán tên còn lại. Thì xin tạm ngừng một phút. Tên thứ ba, giả mạo. Té ra, chúng gồm ít nhất ba tên. Ba tên du đảng lành nghề, vây đánh, đòn hỗ trợ một sinh viên y khoa. Thì dẫu được học karate, taekwondo, jiu-jitsu, võ Việt Nam, võ bình tĩnh, cách mấy Hoàng Giang không thể nào chống. Bởi vậy, chàng bị đấm luôn hai thoi vào mặt, tóe đầm đỏ mặt. Cả bọn vực chàng dậy, thi đua làm thịt chàng. Chúng hành hạ có phương pháp, chỉ đánh vào ngực, vào bụng, còn mặt thì chừa lại, từ cổ cho xuống. Dường như chúng cốt đánh đau, đánh để gây thương tích trong tạng phủ hơn là làm cho khuôn mặt bị méo mó, sứt sẹo. Hoàng Giang ngã vùi xuống dãy nước. Một tên nói, đủ rồi chúng mày. Một tên đạp giữa ngực chàng, anh để em dần nó gãy xương sườn. Không được, lần sau nếu nó cứng đầu, mày được tự do. Lần này chỉ để cảnh cáo thôi. Vậy xin phép anh cho em đốt cái xế của nó. Hoàng Giang còn tỉnh táo nên nghe rõ những lời trao đổi giữa ba tên côn đồ. Chẳng thấy chúng lại chiếc xe Honda 50 phân khối nằm chạy nhanh ngay giữa hẻm, rồi lúi húi mở nắp bình xăng. Chúng chỉ xòe diêm là con ngựa sắt trung thành và đắc lực của chàng từ nhiều năm nay sẽ trở thành một đống kim khí vô dụng. Chàng quá nghèo, không kiếm đâu ra tiền để sắm cái khác. Xe bị đổ, chàng lấy gì đi học, đi thực tập mỗi ngày tại bệnh viện. Ý nghĩ ấy như liều thuốc bổ màu nhiệm, tạo sức mạnh cho chàng. Chàng chụp cúng chân của tên du đạn, đang hí hoáy xẹt diêm. Lửa vừa xòe chạy thì tắt phụ. Tên địch bị giật kéo bất thần, lộn ngựa ra sau để chặn lên xe gắn máy. Vừa lúc ấy, có ánh đèn pha và tiếng nổ, tiếng máy nổ lạch sạch. Hai chiếc Honda nhô ra khỏi khúc rẽ, từ từ chạy về phía Hoàng Gia. Cố tình đã thở. Tên cầm đầu kêu đàn em, phù đi, chúng mày ơi.
tới đây tôi xin tạm ngừng. Hẹn quý vị lần tới. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe ở đây. Và kính chào.